Xin kính chào quý vị và các bạn, kính chào các bác. Đức Thắng và quý vị và các bác lại gặp nhau trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Trước mắt chúng ta là cái nút giao Vạn Thiện, cầu vượt cao tốc kết nối giữa quốc lộ 45 ngay ở thị trấn Nông Cống với cái nút lên xuống phía đông của nút giao Vạn Thiện. Đây các bác có thể thấy từ cái vòng xuyến Bến En, chúng ta kết nối từ quốc lộ 45 thị trấn Nông Cống xuống cái nút giao Vạn Thiện thuộc địa phận của xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khoảng gần 2 cây số thì chúng ta sẽ qua một cái cầu vượt. Sau khi đi qua cái cầu vượt này thì chúng ta sẽ đến một cái ngã ba. Một nhánh thì chúng ta sẽ lên cao tốc ở phía đông để ra phía bắc, và một nhánh thì chúng ta sẽ xuống cái đường Nghi Sơn Thọ Xuân ở địa phận xã Trường Minh, cách cái ngã ba này khoảng hơn 3 cây số. Đây các bác có thể thấy là Đức Thắng sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất về cái cây cầu vượt cao tốc kết nối quốc lộ 45 với cái lối lên xuống phía đông. Hiện tại thì các bác có thể thấy trong buổi chiều ngày hôm nay, cây cầu này đã được làm xong và cái lối lên xuống cao tốc ở phía đông của nút giao Vạn Thiện thì như Đức Thắng có cái thông tin là ngày mai, ngày 15 tháng 10 thì nhiều khả năng thì cái lối lên xuống ở phía đông sẽ được thông xe các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn lại ở phía tây. Ở phía tây thì thông xe ngay ngày 2 tháng 9 năm 2023 vừa rồi. Đây Đức Thắng quay lại cái đường kết nối giữa quốc lộ 45 thị trấn Nông Cống. Đấy, chúng ta đi từ cái vòng xuyến này phía tây trên thị trấn Nông Cống để xuôi xuống phía đông. Bên phải chúng ta là cái vòng xuyến Bến En này các bác nhé. Một nhánh lên Bến En, một nhánh lên cao tốc, và một nhánh thì chúng ta vượt qua cái cây cầu và sẽ vào cái lối lên xuống ở phía đông. Đức Thắng vừa quay ở trên cao mà vừa xuống thực địa để cho các bác cập nhật cái thông tin mới nhất. Để các bác có thể thấy là cầu đã được thảm nhựa xong, sơn kẻ đường cũng đã được kẻ xong rồi các bác nhé. Lan can hai bên cũng đã được lắp đặt xong. Cái đoạn kết nối này là cái đoạn đường hỗn hợp các bác nhé. Thì chúng ta có thể đi ô tô, đi xe máy, đi xe đạp. Đấy, thì đi qua cây cầu này. Và khi sau khi đi qua cái trạm thu phí để chúng ta lên cao tốc phía đông thì lúc đó thì chúng ta hoàn toàn có thể 100% là chúng ta đi xe hơi, không có cái đường hỗn hợp các bác nhé. Chúng ta đang xuôi về phía đông, đi qua cây cầu vượt. Hiện tại thì các công nhân cũng đang làm rào chắn đấy các bác nhé, cũng chưa được đi qua đâu. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có cái công việc gì mà cần thiết phải đi vào cái nút giao Vạn Thiện ở phía đông này thì cũng có thể là xin phép ban quản lý ở khu vực này để chúng ta có thể vào để ra phía bắc. Và chúng ta từ cái ngã ba chúng ta xuôi xuống phía đông, đi qua cây cầu bắc qua sông Tự Nhiên đổ về sông Yên, địa phận của xã Thăng Bình và xã Vạn Thiện. Hiện tại thì cây cầu này cũng đã được thảm nhựa rồi các bác nhé. Chiều hôm nay thì các công nhân đang làm cái đoạn giáp nối, gọi là cái thanh co giãn á, giữa các dầm cầu với nhau. Và đồng thời đang một bộ phận công nhân thì đang đóng cọc để lắp đặt cái thanh hộ lan. Chúng ta nhìn từ trên cao ở phía đông, ở đây thì giao nhau giữa đường kết nối Nghi Sơn Thọ Xuân với cái nút lên xuống phía đông của nút giao Vạn Thiện thì có một cái ngã tư các bác nhé, giao nhau giữa đường 512, gọi là đường tỉnh lộ 512, từ các xã vùng 4 huyện Nông Cống đi qua Vạn Thiện và chúng ta lên thị trấn Nông Cống. Và sau này cái đường kết nối giữa
đường Nghi Sơn Sông Vàng mới cái đường quốc lộ 45 ở thị trấn Đồng Cống mà xong á, mà thông tuyến ấy, thì các xã vùng 4 hoàn toàn có thể là đi trên cái tuyến đường kết nối này. Hiện tại thì thảm nhựa đến đến ngã tư này rồi các bác nhé. Từ cái nút lên xuống phía đông đã thảm nhựa xong ở khu vực, và khu vực này cũng đang bị cấm không cho xe đi qua lại. Và từ cái ngã tư này xuống cái địa phận của xã Trường Minh thì đang đổ cấp phối. Các phương tiện khu vực này làm rất là ráo riết ngày đêm. Để từ nay đến Tết Dương Lịch thì có thể xong cái đoạn tuyến này. Phía trước chúng ta là cái đoạn D thuộc thôn Mỹ Giang của xã Thăng Bình, huyện Đông Cống. Tuyến D song song với cái tuyến tỉnh lộ 512. Ở đây có cái cổng chào D đó các bác. Ở đây Đức Thắng cũng đã quay cho các bác khá là nhiều. Bởi vì đây có một cái tuyến D này, rồi có tuyến đường kết nối này, rồi có đường tỉnh lộ này giao nhau. Ở đây có đến 4 cái ngã tư. Và có một cái hình tam giác khá là đẹp đó các bác. Cái cao trình của cái đường kết nối này cũng khá là cao đó các bác. Cái tuyến đoạn này thì các bác có thể biết là cái đường kết nối, đường gom thì nó là đường tổng hợp các bác nhé. Đường hỗn hợp. 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Để Đức Thắng quay kỹ khu vực này. Đường gom kết nối với phía nút lên xuống phía đông ở của nút va giao Vạn Thiện. Trong cái buổi chiều ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2023. Giờ các bác từ quốc lộ 45 thị trấn Đồng Cống mà các bác muốn ra Hà Nội đấy, ra các tỉnh phía Bắc thì chúng ta có thể đi qua cái cầu vượt cao tốc, đi xuống cái nút giao nút lên xuống phía đông đây, ngã tư ngã ba đây các bác nhé. Chúng ta có thể vào. Thì hiện tại trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì Đức Thắng cũng thấy một số cái xe hơi đây các bác nhé. Đây các bác có để ý này. Đấy, một số chiếc xe hơi đã vượt qua cái cây cầu từ quốc lộ 45 phía Tây xuống phía đông và đi qua cái trạm gác các bác nhé. Và các anh ở trạm gác thì họ vẫn cho đi các bác nhé. Đấy, họ vẫn cho vào cái nút giao Vạn Thiện phía đông để chúng ta ra phía bắc. Và đồng thời một số xe hơi đấy, Đức Thắng thấy là từ khu vực miền Nam đã ra khu vực này rồi các bác nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay đây, các bác có thể thấy là thực tế luôn. Đức Thắng đang quay trên cao hơn 100m để chúng ta nhìn xuống cái cây cầu kết nối quốc lộ 45 ngay thị trấn Đồng Cống với cái nút lên xuống phía đông. Hiện tại thì cũng đã dần dần thông rồi các bác nhé. Đấy, chúng ta đi ra Hà Nội thì hoặc là các tỉnh phía Bắc trong ngày hôm nay, ngày mai và những ngày tới ấy, thì tuy là nó chưa công bố là thông tuyến, nhưng mà chúng ta có thể là xin với cái ban quản lý khu vực này để chúng ta có thể sử dụng cái lối lên xuống phía đông. Đây các bác có thể thấy Đức Thắng đang quay từ trên cao cái ngã ba đường gom, và bây giờ thì từ ngã ba chúng ta xuôi về phía đông để chúng ta xem là cái đường kết nối giữa đường Nghi Sơn Sao Vàng địa phận xã Trường Minh ấy, mà lên cái ngã ba mà Đức Thắng đang đi đây, xem là đã làm đến đâu rồi. Đây là cái cầu bắc qua cái con sông tự nhiên cái ngã ba nút giao Vạn Thiện khoảng 200m về hướng đông. Đức Thắng quay lại một chút để cho các bác hình dung ra công nhân đang làm cái giáp nối giữa hai dầm cầu với nhau. Rất là nhanh thôi các bác, khoảng một tuần nữa thì cái đoạn tuyến này sẽ được kết nối. Và riêng có cái đường từ ngã ba mà xuống đến khu vực Trường Minh khoảng hơn 3 cây số thì cũng đang làm. Đây các bác có thể thấy là đang lu nền nha các bác nhé.
Cái đoạn tuyến này thì khoảng hơn 3 cây số. Từ cái cây cầu bắc qua sông Tư Nhiên xuống đến cái đường Nghi Sơn Sao Vàng địa phận xã Trường Minh ấy, thì khoảng hơn 3 cây số. Để các bạn có thể thấy trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2023. Được tháng cập nhật mới nhất cho các bác, nhiều bác là rất là quan tâm đến cái đoạn tuyến này. Thì cũng qua cái video này thì các bác cũng có cái kế hoạch để chúng ta đi lại ở cái nút giao Vạn Thiện, làm sao được cho nó thuận lợi, không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Khu vực này thì Đức Thắng thấy là phương tiện siêu trường siêu trọng, ngày đêm đang tấp nập làm việc đấy các bác nhé. Chúng ta đang đi giao nhau với một cái tuyến đê gọi là đê sông Yên, giáp danh giữa Thăng Bình và Trường Minh. Phía trước chúng ta bên trái là có cái trạm bơm Trường Minh, và bây giờ Đức Thắng sẽ bay từ trên cao để cho các bác ngắm nhìn từ cái ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 512 và đường kết nối Nghi Sơn Sao Vàng lên cái nút giao Vạn Thiện. Chúng ta hướng về phía đông nữa các bác ạ. Đấy, khu vực này thì các bác thấy là có một cái hình tam giác. Đấy, mỗi cái đỉnh hình tam giác thì có một cái ngã tư khá là đẹp rồi các bác ạ. Tới đây rồi cái mật độ giao thông nó sẽ khá là tấp nập. Đây các bác có thể thấy từ trên cao một cái hình tam giác. Mỗi cái đỉnh hình tam giác lại có một cái ngã tư giao nhau. Giao nhau giữa tuyến D và đường tỉnh lộ, và giao nhau giữa tuyến D và cái đường kết nối Nghi Sơn Sao Vàng và đường nút giao Vạn Thiện trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Bây giờ thì chúng ta từ trên cao xuống thực địa để chúng ta tiếp tục xuôi xuống phía đông để xem là cái đoạn tuyến hơn 3 km đường gom, đường gọi là đường gom cũng được mà đường kết nối cũng được. Trước mắt chúng ta là cái trạm bơm Trường Minh, địa phận xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Từ cái trạm bơm này chúng ta hướng về phía đông khoảng 3 cây số thì sẽ bắt gặp một cái tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, địa phận xã Trường Minh. Đức Thắng đã quay rất là nhiều video cho các bác cập nhật rồi, chúng ta cũng không lạ gì. Cái đoạn tuyến này thì đang lu nèn các bác nhé. Các phương tiện cũng đang ngày đêm làm việc hết sức là tích cực, tranh thủ cái thời gian đang tạnh ráo. Mấy ngày hôm nay thì khu vực này cũng đang có một cái đợt không khí lạnh nhẹ đó các bác nha. Thỉnh thoảng có một cái cơn mưa, nhưng mà đêm mưa thì ngày nắng, nắng nhẹ. Vì vậy mà cũng không ảnh hưởng công việc của trên công trường. Ở phía trước chúng ta là cái đường, sắp đến cái đường kết nối rồi các bác nhé. Đường kết nối thì bên phải chúng ta xuống Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Và bên trái thì chúng ta sẽ lên cái khoảng đi khoảng 50 km nữa thì chúng ta sẽ đến cái sân bay Thọ Xuân. Sân bay Thọ Xuân còn gọi là cảng hàng không Thọ Xuân hoặc là sân bay Sao Vàng. Nó cùng một tên nữa các bác nhé. Hai tên nhưng cùng một địa điểm. Đấy, phía trước chúng ta là cái đường giao nhau là ngã ba đó các bác. Từ đây thì chúng ta đi về bên trái này thì sẽ đến sân bay Thọ Xuân, và về bên phải đường thì chúng ta sẽ đến khu vực sinh thái, khu vực kinh tế Nghi Sơn. Các bác có thể thấy là mặt đường đang được lu nèn. Sau lu nèn sẽ có lớp bê tông, sau lớp bê tông là có lớp thảm nhựa. Hy vọng là từ nay đến Tết Dương lịch thì cái đường kết nối này sẽ xong. Khi đó thì quý vị và các bạn cũng như các bác trong khu vực chúng ta có thể lên cái nút giao Vạn Thiện một cách rất là dễ dàng, thuận lợi. Và từ nút giao Vạn Thiện thì chúng ta có thể tỏa đi khắp nơi, lên sân bay hoặc là xuống khu kinh tế Nghi Sơn.
video của Đức Thắng trong cái buổi chiều ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đến đây xin phép được kết thúc. Xin kính chúc quý vị và các bác có một buổi chiều, một buổi tối thật là nhiều sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh cho Đức Thắng để Đức Thắng có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay hấp dẫn, bổ ích, cập nhật cái thông tin mới nhất cho tất cả quý vị và các bạn được biết. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.